chào mọi người. Đây chính là chiếc ghế may đuôi cong làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Với tạo hình đuôi cong, chiếc ghế mang một nét đẹp điểm lệ và sang trọng. Bất kỳ ai ngồi lên cũng sẽ được tôn lên dáng vẻ quý phái. Vì có vẻ ngoài lộng lẫy, ghế con cong thường được đặt ở nhà hàng tiệc cưới, sảnh khách sạn cao cấp hay các khu du lịch nghỉ dưỡng, trình xếp hội chợ triển lãm. Một chiếc ghế may đuôi cong hoàn mỹ không chỉ đẹp tinh xảo đến từng chi tiết mà thân ghế cũng phải cứng cáp, tạo sự chắc chắn khi ngồi. Để đạt được các yếu tố đó đòi hỏi thời gian, công sức và tính tỉ mỉ khéo léo của người nghệ nhân. Để tạo ra được những đường nét thanh thoát điểm diễn trên chiếc ghế, người nghệ nhân phải có tay nghề cao, chất lượng may cũng phải tuyển chọn và trải qua nhiều quy trình xử lý đang dần phức tạp và công phu. Bạn hãy ghé ngay Tre Đá Đặt Thành hoặc liên hệ một số hotline 0797113399, 0703 737 7777 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé.